Quý anh chị nhá, tôi là Tính, tôi đang tá tại Mitsubishi đường trên Sài Gòn. Đây là Mitsubishi Xforce Exit màu đỏ anh chị. Màu này thì đợt vừa rồi nó hết hàng rồi. Bây giờ anh chị đặt xe đi là qua tháng bên em sẽ giao xe cho anh chị. Tất cả các màu đồng giá như nhau nhé. Trắng, đen, xám, đỏ thì đều đồng giá là giảm 100% trước bạ cho anh chị. Và anh chị còn được tặng thêm những quà tặng khác về phụ kiện, về bảo hiểm, tất cả mọi thứ nữa. Nên là anh chị cứ tranh thủ nhé. Tất cả các màu đồng giá như nhau hết nha anh chị. Exit thì bây giờ bán cực kỳ tốt luôn anh chị. Cái hiệu ứng truyền thông quá tốt đi, cho nên là anh chị chọn mua cái dòng Exit này quá nhiều. Bây giờ nó đang không đủ hàng để giao đó anh chị. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm, trong tháng 9 chúng ta vẫn có xe để giao đến. Nên là anh chị cứ tranh thủ để được chọn màu theo thoải mái, theo ý thích á. Anh chị cứ đặt cọc bây giờ cho tụi em nhé. Tụi em lên hợp đồng và chờ sẵn đó. Qua tháng thì xe về thì bên em sẽ thông báo anh chị đóng thêm tiền và đăng ký đăng kiểm nhận xe thôi. Dòng Exit này thì bây giờ mà sau khi giảm giá đó thì nó chỉ còn là 576 triệu thôi. Tức là giá xuất hóa đơn VAT đó, dành cho một con xe B-SUV gầm cao như này, rộng rãi như này, công nghệ như này thì một cái giá quá hợp lý. Cho nên là anh chị mua cái dòng này rất nhiều, đó là lẽ dĩ nhiên thôi anh chị. 576 là giá đã trừ 100% trước bạ và chưa đăng ký đăng kiểm ha. Tính thuế má vào thì nó sẽ trên 600. Xe mới 100% nè anh chị, mới đi có 10 cây thôi. Vô lăng này thì nó giống Xpander ha. Đối với cái dòng Exit thì ghế nỉ anh chị nâng cấp thêm cái bộ ghế da tầm khoảng 6 triệu nữa là ok rồi. Là ta các cái phụ kiện cơ bản là bên em tặng hết rồi. Còn nếu như anh chị muốn nâng cấp thêm những cái phụ kiện cao cấp hơn, ví dụ như là Android Box, camera 360, ghế điện, cốp điện đó, hoặc là những cái camera hành trình cao cấp thì bên em đều có sẵn hết. Và tụi em sẽ chiết khấu mức giá tốt nhất dành cho anh chị khi mà anh chị mua thêm những phụ kiện bên em. Đây là chiếc xe mới tinh anh chị ha, chưa có gắn một cái gì hết, vẫn còn bọc ni lông nguyên bản như này đó. Nó có túi khí trong này nha, cái dòng này nó có 4 túi khí anh chị, 2 túi khí trước rồi 2 túi khí bên hông. Và động cơ, hộp số, khung gầm là nó xài chung với phiên bản cao nhất, cho nên là về trải nghiệm lái thử thì so với phiên bản Ultimate hoặc Premium thì chạy nó cũng giống nhau thôi anh chị, không khác biệt quá nhiều thôi. Các phiên bản cao hơn thì nó có thêm mấy cái chế độ lái, nhưng mà mấy cái chế độ đó thì chạy nó không khác biệt quá nhiều đâu. Với một loại xe mà dẫn động cơ trước, động cơ 1.5 thì chế độ lái gần như là làm kiển thôi. Nếu anh chị thích cái sự phấn khích đó là nên gắn thêm cái bộ cảm biến chân ga đó, độ nhạy á, thì nó sẽ bốc hơn rất nhiều. Bên em cái xe lái thử bên em có gắn cái đấy, anh chị có thể trải nghiệm luôn, nó sẽ nhạy hơn rất nhiều so với một con xe nguyên bản. Đèn vẫn là công nghệ LED nè anh chị, LED projector nè, LED ban ngày nè, có đèn sương mù luôn nè. Đấy, rồi đằng sau cũng là công nghệ LED. Mâm 18mm nè anh chị, mâm nhìn rất là lực ha. Mâm lốp này nó giống hệt như phiên bản cao nhất luôn. Nhìn bên hông này thì bản Ultimate, bản Premium và bản Exit thì anh chị chả biết được là bản nào là bản nào đâu, tại vì bên hông nó giống nhau quá. Còn nếu mà thích nữa thì anh chị có thể sơn cái nóc đen luôn, nhìn cho nó ngầu, cho nó giống cái phiên bản Ultimate. Dòng này là 4 phanh đĩa nha anh chị, này 4 đĩa hết. Cốp cơ nhé, nếu anh chị muốn nâng cấp thêm cái cốp điện thì có thể nâng cấp thêm. Còn không gian cốp thì rộng rãi thôi, có thể gập được hàng sau này. Rồi độ ngã lưng thì cực kỳ tốt. Đây là một dòng xe SUV dành cho anh chị đi gia đình mà, nên là ưu tiên hàng sau ngồi rất là thoải mái. Hoặc là anh chị muốn nâng cấp lên là cảnh báo điểm mù bên em cũng có cái option đấy luôn cho anh chị nhé. Tất cả các màu đồng giá như nhau nha anh chị. Trắng, đen, xám, đỏ đồng giá như nhau hết. Anh chị cứ đặt cọc bây giờ rồi qua tháng ta nhận xe, hỗ trợ giảm 100% phí trước bạ cho anh chị. Bên em cũng có sẵn xe lái thử luôn. Anh chị quan tâm cứ alo cho em nhé. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.